Chớ mắt. Chớ mắt. Nãy giờ chưa. Nãy giờ chưa dám đi. Đừng ôm tụi hai đứa nó tiếc mẹ hết trời. Nghi thẳng lên. Nhìn, nhìn trước. Nhìn trước chứ đừng nhìn dưới. Nhìn thẳng người lên nhìn trước. Thấy chưa, thấy chưa. Khó đi các bạn ơi. Ây à. Đù má thích chân. Chỗ này sao còn đứng lên được đây. Kéo vậy nè. Ra dẫn. Hơi khó, coi bộ khó à. Vừa. Chết mẹ, chết mẹ, chết quá, chết quá. Chết mẹ, té. Nằm rồi các bạn ơi. Trời, cái này không đứng lên được, khó đứng lên quá. Chết rồi. Chỗ này sao đứng lên đây. Cái này nó cái cây này làm mình không đứng lên được. Cái này chắc phải có người kéo lên mình đứng hả? Hai cái cây chân em như vậy. Hả? Hai cái chân em đợi vậy. Hai chân sao? Hai cái tấm dáng em phải ngay thẳng vậy. Thẳng hả? Thẳng vậy. Rồi đứng xéo lên nè. Ngồi trầm hởm lên. Ý. Đó. Cái này đứng lên không nổi luôn á trời. Trời bởi vậy mới làm sao là chân đứng nổi không? Đứng chuột. Đứng chuột tôi. Kiểu này rồi tôi bị giảm xuống. Rồi được rồi. Được chưa? Rồi được rồi. Buông là tao tuột sao luôn á. Buông đi, buông đi, yên tâm. Đó. Thắng 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 lại cho nè. Nguyên cái chân này nó thắng. Bò xuống thắng vậy nha. Không dám thể gì luôn. Yeah. Khó lắm các bạn ơi, tại vì nó có cái cây dài quá, mình không thể nào điều khiển được cái chân của mình. Chết mẹ chui 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 nữa. Chui. Chết mẹ. Té nữa rồi. Khó lắm các bạn ơi. Thế sao? Nó để vô cái chân nó mỏi cái chân kinh khủng luôn á. Nó mỏi cái chân. Tại vì nó cứng cái bó cứng cái chân của mình. Yeah. Ây da. Công nhận bộ môn này khó. Bây giờ ngồi xuống là khó đứng lên. Yeah. Nó không thắng được. Chắc bỏ cuộc quá. Cái này nó dướng vô cái này. Không thể nào có thẳng cái chân được. Kiểu này chắc bỏ cuộc quá, khó quá. Ây da, nó mỏi nhất cái chân, nó tê cái chân luôn á. Ây da. Rồi giờ ngồi không mà không biết đứng lên nữa. Không biết đi các bạn đâu, không biết đi. Nãy giờ ngồi là nằm luôn rồi. Từ từ để thẳng đi. Hai cái này cái đó.
nhắm lại. Ok rồi, rồi bây giờ biết sao không? Tại vì để chỉ cho chứ bắt đầu chưa chứ trời chỉ với hai cái này sao nó vừa chéo chém vậy ha. Rồi hai cái chân càng xém ra vậy thì mình càng dễ thắng được. Ừ, tại lúc mà mình thắng mình chỉ đè nó chém, em đè hai cái này vô, đè vô thì nó sẽ thắng. À, càng kéo ra càng dễ thắng, hiểu không? À, đó cứ vậy đè vô, cứ vậy đi, từ từ rồi thử nha. Rồi. Thử nha. Rồi. Nhưng mà thẳng cái là tự nhiên nó thẳng, nó thẳng là đi rất là nhanh. À, chẳng thẳng là đi vậy. Hai cái chân xe ra đó, đó vậy từ từ. À, cái này nó vừa, thử này thôi. Đó. Nó trơn quá. Hả? Từ từ nha. Rồi. Xuống từ đi. Dạ. Để cầm găng cho. Cho nó bảo đảm. Rồi. Dạ, yeah, xuống từ. Dạ. Yeah. Ok, xuống từ. Ok. Xíu xéo từ. À, đó càng banh ra thì em càng thắng, đó thấy chưa, càng banh ra đó là càng sướng hả? Banh ra sướng từ từ cho anh có đường thắng đó. Ok. Yeah đó, thấy không, đó càng thắng chị đó, càng banh ra càng thắng. Chết mẹ chị nhanh quá. Rồi. Ủa giờ mình muốn mở cái này ra thì mình mở làm sao? Bấm cái sao? Kéo cái cần này nè. Đẩy cái cần này mạnh xuống thì em rút cái chân ra. À. Nên kéo lên rồi, cho okay. Đi chợt. Cầm dũng này. Rồi quay gảnh. À, rồi quay đi. Quay thì em phải xuống nút dưới, làm đứng nút dưới không quay. Thôi không sao. Em quay trên đây thì không có thấy. Chịu để ra này như này nha. Nó mỏi chân quá. Chết mày. Ờ, mấy đứa nhỏ chơi hay quá nè. Trời ơi, nó chơi mà còn... Chơi chưa? Mở sai là sao chị? Mở sao? Mở đi. Nhưng mà em nhìn xuống đất á, em nhìn xuống của em á, em bị tập trung vào cái này, em hiểu không? Cho nên em chỉ nhìn trước mà em banh hai cái tay của em ra thôi. À, chị kiếm cái này lên không vậy? Yeah. Một chân, đi qua bên đi, chân ta lấy cái này cái. Lấy đi. Ôm lên. Quay. Nó mỏi tê cái chân. Chị nó lạnh chứ đâu phải lạnh, nó nóng quá trời luôn. Mỏi tê cái chân. Mình đau chân cái gì vậy?
mỏi, nó mỏi nhất cái chân luôn. Tại vì bó chắc quá. Thì bó chắc nó không có bị cái chân mình lỡ cái té cũng không bị đó. Nhưng mà em thấy bình thường mà ta. Ồ đứa bé nó chơi hay quá nè. Trời ơi, nó chơi thấy hay. Bây giờ là bây giờ chị lên. Bây giờ mỏi chân quá. Đứng không nổi luôn á, nó bó cái chân mình nó cứng lắm, nó bó cứng cái chân mà mình không thể đứng lên luôn á. Bó cuộc rồi, mỏi quá. Tiếp tục sát vô đây. Này có bộ có bộ đi xe cho đỡ mỏi, đi dán cho đỡ mỏi với đi này, mỏi quá. Mỏi nhức mỏi cái chân luôn á. Mấy đứa bé chơi hay. Không biết sao anh mang cái chân, mang cái giày vô nó nhức mỏi cái chân lắm, nó cứng ngắc, bó cứng cái chân. Người ta sao dễ dàng quá ta. Trời ơi, nó đi nhanh luôn kìa. Hay vậy. Rồi. Anh đi patin thì được. Đi patin hay là đi trượt băng thì được. Mà đi cái này khó quá. Tại nó cứng, nó mỏi cái chân lắm. Một lát nữa chiều nay trời có nhảy dù rồi các bạn. Đó, thấy không? Wow. Ghen thiệt chứ. Nhảy dù mà đáp trên cái nhà cao tầng này sao ta? Rồi sao dám nhảy xuống nữa? Thôi ơi. Nhưng mà nó cứng, nó mỏi lắm. Nó cứng, nó mỏi cái chân á. Tròn thấy người ta đi dễ quá ta. Wow. Good job. Wow, bé đi hay vậy ha. Ôi, hay quá. Mình nhìn mình thấy dễ lắm mà đi khó. Nhảy dù hả? Thôi, không dám nhảy dù. Phải, tại vì mình chưa có biết lái á. Nhảy dù nguy hiểm lắm, để phải có người đi theo mà lái dù cho mình. Nè, chiều nay để chơi cái này, tại vì cái này buổi chiều nó mới cho chơi. Nó lái cái xe này trên tuyết coi bộ dễ hơn. Nó mình lái theo ý muốn của mình. Thấy không? Đó. Chiều nay nó mới cho chơi. Đây. Tội nghiệp người ấy giống như tôi. Tương lai thật đen tối. Anh coi chú em tạo em đi được cho anh coi. Lại một người nữa giống như tôi. Té dập cái mông nè. Nhìn nè. Đúng rồi. Mình chơi nhảy dù là phải có gió, mình mới lái gió được. Chứ không có gió là mình không có lái gió được là không có bay theo hướng được. Phải có gió, không có gió là nó sẽ rớt xuống nhanh lắm. Nguy hiểm. À.
đang mong muốn chơi cái mình thấy thấy chơi cái dán á, cái ngồi trên cái thùng á, cái mình trượt xuống nó dễ hơn đúng không? Giờ chuẩn bị làm lại nha các bạn, lần này là coi như bất chấp luôn, cho té luôn, lần này bất chấp cho té luôn. Mỏi hồi nãy, mỏi chân, banh chân khép lại và banh chân cứ vậy, khép lại banh chân, khép lại banh chân, nhìn thẳng chứ đừng có để ý tới. Thì nhờ em làm cho giảm chân cân đó. Thôi, đút đi. Bên kia trước, bên kia cân lấy cái đi. Đây chưa, đi chưa. Đút thẳng vô. Khoan nó này nó xuất lại. Rồi. Không, bên đây kia có. Tại nãy em ăn mỏi quá cái mở ra cho đỡ mỏi. Ồ, cứ đứng lên đây là khó. Ủa, chưa mà. Nó chưa click. Anh lại kêu cái click mới được. Đó, ok. Đó. Rồi. Phang rồi. Chỉnh này. Khó lắm các bạn ơi. Okay, ghé chưa? Rồi. Được chưa? Ok. Đầu banh chân. Khép đầu banh chân. Cứ bạn càng banh thì nó càng đi càng chậm. Khép đầu banh chân. Rồi. Càng nhanh càng banh rộng thì nó cái có cần chị không? Hả này, chị cầm này để chị quay đi. Em chờ chị xuống dưới đất, em xuống dưới chị quay. Em rồi, bấm okay. Chưa? Rồi bấm rồi, đang quay á. Không quay ngược lại nhìn. Không, ừ đó, đúng rồi, quay em đó. Trời, chị có thấy cái gì đâu. Trời, chị chút thì để chị xuống. Chị xuống rồi đợi quay. Yeah. Khép đầu banh chân. Rồi, xuống đi. Ok. Vô. Cung lại. Ngồi chụm lại và mình cầm hổm đứng lên đó. Như vậy chờ chị, chờ chị. Banh đi. Rồi. Banh chân ra. Banh chân. Chờ rồi. Chị xuống nữa. Chân. Không đi thẳng lại, chờ chị xuống nha. Ok. Ok, xuống đây. Ok. Khó lắm à, nhưng mà đó là một cái khó đó em. Đó, thắng đó, đó thắng là vậy đó, đúng. Ok. Xích ra cho chậm đi. Đó, thắng đó, thắng vậy cơ. Đó, men, cho, thắng đi, thắng đi. Đó. Rồi, bê đi. Đờ. Giờ cũng được rồi đó. Tiếp tục. Khép đầu, banh chân thẳng, ok. Nhanh quá là phải khép đầu. Ờ, nhanh quá là khép vậy đó. Nhanh quá là phải e lệ, cái kiểu này kiểu e lệ nè đó. Gõ hai cái. Đó, chơi cái đó mới vui á, nó dễ hơn. Cái đó là cái thao chiều mới được chơi. Đó, khép đầu banh chân ghế rồi đó, đúng rồi đó, ý chàng đó, banh chân ra. Banh chân ra, thắng bạn rồi. Rồi, gỡ dài đi, ôm lên. Gỡ dài đi lên. Banh ra, banh chân ra. Thấy là cái chân bự à. Mỏi mệt rồi. Thấy không được. Này,
Yeah. Yeah. Wow. Phải mở ra nó mới đỡ mỏi được. Yeah. Yeah. Cái xe trực tiếp đó mình tống ba được không? Hay tống mấy được? Chỉ tống hai thôi hả? Ba em nhỏ thì được. Lớn thì chỉ có hai người thôi. Chiều nay phải ấy cái ba mình ngồi trên xe luôn. Không, nhưng mà chị nói là chị chừng 8 tuổi người ta cũng tin. Trời ơi, cái mặt chị nếp nhăn như... Không, chị nói chị bị vú khí đá. Trời ơi, trời ơi. Thì giữ bộ cho nói 8 tuổi thôi để mình lên mình. Lên chị mua cái nón chị đội vô một cái. Chưa gì hết nó nói chị là vú khí đá nè. Không, thì mình nói 8 tuổi nhưng mà nói tại sao mặt già lại lớn già vậy. Thì mình nói tại tôi bị vú khí đá. Hồi đó tôi bú sữa dôi nên bởi vì vậy. Lần đầu tiên vậy là giỏi rồi đó các bạn, trời khó lắm. Rất là khó, lần đầu tiên mà đi và rất là giỏi rồi, hết rồi. Đó, thấy có huấn luyện viên đây là trời, huấn luyện viên chuyên gia là chuyên nghiệp đó, trực tiếp chuyên nghiệp luôn á. Đó, thấy không? Thấy em nhỏ đó, đó bọn em nhỏ đang đó. Đó là học sinh đó. Có đứa nít nè, giỏi ghê không? 3 tuổi rồi 4 tuổi thôi. Hai anh em nó dễ thương không? Hai bạn bè đó. Đó, nó kéo với bạn nó lên nè. Rồi. Hả? Đấy, nó đỡ lên. Sao tụi này nó chơi hay quá. Chơi mà cái nước dán này không nè. Thấy không? Trình độ ghê không? Còn đứa này nó hết đứng dậy nổi rồi. Bằng sau lưng đấy, thấy chưa? Nó trượt lùi luôn kìa. Con này ngầu ghê không? Trời ơi, nó nhỏ xíu mà nó trượt lùi luôn. Trời ơi, ngầu ghê không? Trời ơi, dữ thiệt. Ghê không? Đó. Anh đang ở Pháp. Attention, Bastien, derrière toi. L'autre côté, regarde. Đó, tụi nó toàn là trượt lùi không. Thấy không? Mấy đứa này là mấy đứa học sinh đó các bạn, học sinh của trường trường học á, rồi mấy thầy giống như thầy dạng thầy thể dục vậy á, dẫn đi để mà tập học chơi cái môn này á. Tất cả dân ở đây đều phải biết trượt tuyết hết. Đó, tất cả dân ở đây đều phải biết trượt tuyết hết. Tuyết nó rất là cao. Nên người ta phải có, thậm chí người ta đi trộn đồ bằng những cái cây trượt tuyết như thế này. Vậy luôn hả? Tại vì rất là cao, nó tuyết nó lên cao lắm. Là có lúc là người ta sẽ đi chợ bằng trượt tuyết như này các bạn. Tại vì có lúc tuyết nó lên, tuyết nó dày á, cao á, người ta không có chạy xe đi được á, người ta phải đi bằng trượt tuyết để đi chợ. Trời ơi, mình đi bình thường mình đã khó rồi, còn đi chợ nữa, mỗi chân chết luôn. Yeah, hello. Hôm xưa dễ thương không? Cười kìa. À, dễ thương quá. Trời, em bé gái dễ thương quá nè. Hello, con xưa. À, dễ thương ha. Wow. Trời, mấy đứa học sinh nè, nó trượt từng hàng xuống nè. Yeah. Bonjour. Dễ thương ha. Hello các bạn. Yeah, khi từ từ cũng sẽ quen được rồi. Đó, mới đầu thì nó hơi ấy, hơi khó một tí. Hôm nay là cũng nhờ có chị Ốc Tiêu. Đó, chị hướng dẫn chơi những cái môn này. Nếu không là thua. Phải, cái này là phải có người hướng dẫn, phải có người phụ. Chứ mới đầu chơi một mình là không giờ, dễ nản, dễ bỏ cuộc lắm. Đó. Tại vì nó bó chắc cái chân mình không có ngồi xuống được luôn á. Không ngồi xuống để mà làm được luôn á. Nó cứng lắm. Mà mỗi lần bó vô là nó mỏi cái chân.
Đó. Nó bó vô là nó mỏi liền cái chân liền ngộ thì phải bó sát những cái chân như thế này. Ừ. Tại vì nếu không mình té mình sẽ bị sập chân mình. Không quá, ấy quá vậy là chật chật quá. Chật quá. Cái mình là thấy cái này nha. Đó. Cái là một cái cắt rồi, ok. Cái cắt cái là được. Đó, phải ốp ốp vô này nè. Đó, ấn xuống. Nó kêu cái cắt cái mới được. Cắt. Đó, thấy chưa? Được chưa? Rồi. Rồi chéo chân, chéo chân. Rồi. Ô em bé nhỏ nè. Đó, má mi nó giúp cho nó chơi nè. Má mi nó giỏi quá ta. Trời ơi, má chơi một mình mà còn không ổn luôn, chi là chơi giúp cho đứa con nữa. Giỏi thiệt. Đó. Ô. Dễ thương quá. Để nhăn được dài lại em mới nhắn mới được. Này mình quên mang cái mắt kiến đen nên nó hơi chói. À. Em chỉ cần ở trên đây một buổi sáng thôi, hai cái má em sẽ đỏ hồng lên. À. Mang mắt kiến là sẽ kêu bị. Để cho cái dài dài dài. Dài. Em chưa có gài dài lại, em sẽ bị. Akaki mochi. Trời mắt quá. Đây. Đó chị chiếu đi. Đó. Chờ chị xuống trước nha. Rồi, chị xuống bắt đi. Tay là ok nha. Ok. Giờ đi tốc độ luôn nha, té cũng được. Té cứ thể ra mà té mặt tự do té ha. Đừng có lủi vô chị, đừng có lủi. Qua kia, banh ra, banh ra. Ok, đó, đó, đúng, y chang. Y chang luôn hết. Đó, ok, good luôn. Quá professional luôn. Sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Bắn ra, bắn hai chân ra. Ở phía sau bắn ra, phía sau bắn ra. Wow 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 wow. Yeah. Đường này thấy chưa các bạn? Wow. Rồi ok, chị mở cái này ra cho đỡ nhức, đỡ mỏi. Yes. Wow. Bảo đảm. Trời nắng cho một buổi sáng chiều xuống chợt. Ngon lành. Chiều xuống chợt là ngon lành. Ngon lành luôn. Wow. Công nhận. Chị nói thật nha, Akiha lần đầu tiên chơi còn hay hơn chị. Đó. Chị thất mất nguyên ngày chị mới đi được. Còn này yeah. Chỉ có vài cuốn thôi. Chạy cú té thôi, thấy không? Chạy cú té cái nó êm mông là chơi hết sảy, hết sảy. Ta nói là thất bại là mẹ thành công. Đó. Dạng sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nản. Một em thấy em ngồi lại mới được chị. Đi ra trong
Tôi có đâu, anh đang lưu diễn ở bên đây, diễn bên châu Âu này 2 tháng. Tới hết tháng 2 là anh diễn xong, chủ nhật này là anh diễn show cuối cùng. Rồi xong rồi tuần sau là anh về Việt Nam rồi. Anh lưu diễn bên đây từ cuối tháng 12 tới giờ mà. Bên châu Âu là người ta chỉ biểu diễn cuối tuần thôi. Ngày thường thì mình được đi chơi. Ở bên đây là đi sâu Việt Nam mình 6 tiếng. Các bạn cứ trừ lại 6 tiếng là giờ bên Pháp. Chị nói em thấy hình như cá coi dễ đi hơn đó chị à. Hả? Hả? Yeah. Đổ lên. Hả? Vậy hả? Cái này mình mướn bao nhiêu tiền? Ví dụ một cái dáng với lại đôi giày vậy là mất bao nhiêu tiền? Là nó cho mướn nguyên ngày luôn hay là nó mướn là cho mướn nguyên ngày. Mấy chục đồng đó. Ví dụ là có chỗ thì nó mướn 30 đồng, có chỗ nó mướn 40 đồng, có chỗ nó mướn 18 đồng. Tùy theo, tại vì mình cái khúc của mình nó đã đi tới trước rồi, mình đã mướn nhiều rồi. Thành ra nó sẽ chưa khuyến mãi. Nó rẻ tiền cho mình rồi. Còn nếu bằng thương á thì mình cũng phải mướn cỡ chừng 4 và 50 đồng cho một thôi. Ồ vậy hả? Là tức đôi dây dài và cái đôi này. Mà mình chơi có thể chơi nguyên ngày. Nhưng mà đã ha, chơi này vui được không được mày chơi bữa nặng bộ luôn chứ mệt. Tại vì mình không cho ấy cái kia kìa, cái kia nó có cái này nè các bạn đó, có cái này để kéo mình lên nè, mình đỡ phải đi bộ xuống đó. Thôi mình tự cho mình tụt mà không đi lên, mình đi lên bộ thì mình mệt. Hả? Lâu rồi không nghe anh hát. Nửa này chim hát đi anh. Anh gặp em giữa trời đông, bút ra mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cánh xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Ngày gặp em đi bên em không nói được câu gì, ngồi kề em sau mùa đông thấy không giá lạnh. Đi lên mệt quá. Cảm ơn các bạn nha. Ô, lên trên kia kìa, tuốt trên đỉnh cao. Đó, tuốt trên đỉnh cao ở trên kia mà trượt xuống mới dữ. Đem xuống, khi em hạ xuống em có cái này đem. Cảm ơn Thanh Hiếu nha. Cảm ơn các bạn. Áo này là để cho nó chống nước ướt người. Đó, tại vì cái này là nó giải gì, giải dù hay sao để cho chống ướt. Oh, chơi này giảm cân. Mệt quá. Đúng rồi, hôm nay là cơ hội để chúng ta giảm cân. Mở ra cho nó rộng cho đỡ mỏi. Tại vì cái này nó làm mình mỏi chân á. Nó bó chặt á, cứng á, cái nó mỏi chân. Thôi mang bao tay làm sao quay được, làm sao mà bấm quay cho các bạn được. Hy sinh một chút, hy sinh chút lạnh để cho các bạn xem. Đây. Rồi. Đây. Đây. Đó, nè chị. Đó, quay đi.
Đạp xuống nó phải kêu cái chặt cái mới được. Cấp cấp cấp. Nói gì nói cái từ vải, tránh cái từ rê giùm em chút. Cắt. Dài dài lại, cái dài nó lỏng kìa. Em mở ra. Quên quên. Bên kia kìa. Được chưa? Chui nha. Hóa ra. Sao em xem lừng như vô nhẹ nhàng vậy? Đè xuống là rất là nhẹ nhàng. Rồi chị xuống trước nha. Rồi ok. Tự động nha, chưa khoan chờ chị xuống dưới thả đấy nha. Ok. Để người ta xuống trước đi, để học sinh xuống trước đi. Khoan khoan khoan, chờ chút đi. Ngon lành chưa? Oh good, ngon lành luôn. Cụm hai cái chân bên kia qua là dạ. Đó. Ôi, chị xích ở đây. Khoan 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 khoan. Qua này. Ok chưa? Ôi đứng lên mệt rồi. Anh Minh có chân nghỉ mệt chút xíu luôn không? Đứng lên nghỉ mệt vậy đi. Rồi. Tôi xuống. Quay chị không có giày này chị chơi không được nè, chị chơi giày này đi không được, mang nó rộng quá là không có thể nào chơi được hết.
phải giờ cái chân mình. Mệt sao quá. Rồi nè, nghỉ mệt chút đi cho tiếp. Vô lề nằm đi. Ghé vô lề nằm đi. Mệt quá. Vừa mỏi vừa mệt. Mình không chơi mà mình cũng đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi luôn á chứ. Thiệt á, mình không chơi mà mình cũng phải đổ mồ hôi thật luôn á. Cảm giác rất là, khi mà đi được thì rất là thích, nhưng mà nó mỏi cái chân quá, phải chi chơi mà không bị mỏi cái chân á thì nó sẽ thích hơn. Dùng hai cây thì làm sao mà tay đâu mà quay cho các bạn, nên bởi vậy là khi không dùng cây, khi dùng kỹ năng. Bây giờ là tiết mục chọi tiết. Cái này giống như đá bào, nó là đá bào á các bạn. Tiết này giống như đá bào vậy, trong tủ lạnh á. Các bạn lấy cái này về, các bạn bỏ siro vô, các bạn ăn rất là ngon. Dạ, lạnh mà đổ mồ hôi luôn, thấy không? Yeah, nãy giờ trượt cũng nhiều, được chúng được chắc cũng được 4 lần. Ừ. Ai hả? Vậy đi chơi nó dễ hơn. Chị trả này đi, trả này cái mình lấy cái lướt dán mình làm. Dạ, yeah, nó ủa nó cũng đang chơi hả? Nhóc con chị cũng đang chơi hả? À hả? Nó cũng đang đi chơi hả? Ôi. Nè các bạn coi cái đỉnh núi tuyết. Mình sai rồi. Đó thấy không? Đó. Tuốt cái đỉnh núi cao kinh khủng luôn á. Cao mà kinh khủng. Bây giờ mình chạy, mình đã trải nghiệm được cái bộ môn trượt tuyết. Bây giờ Aki đang nằm trên tuyết luôn, cảm giác rất là teo. Cảm giác rất là lạnh đít, lạnh đít và lạnh cái lưng đó. Mệt quá, nằm trên tuyết sướng quá. Nó mát mát, nó lạnh lạnh. Tôi đang nằm trên tuyết. Có mấy ai khùng được như ta. Mấy tụi Tây nó nhìn nó nói cái thằng này chắc nó bị cái gì sao đó. Tại sao nó lại dám nằm trên tuyết, trong khi tụi tôi lạnh muốn chết mà nó lại dám nằm trên tuyết. Xin thưa với mấy anh Tây là bởi vì tôi là Thánh Aki, mùa đông không lạnh. Yeah. Mùa đông không lạnh mà tôi chỉ teo thôi. Bà Tây ở đây nghe. Welcome snow. Lấy tiết chọi nha. Lấy tiết chọi nha. Trời ơi, trời tiếc. Nó có cái cây á. Có cái cây đó để làm cái cục tiết tròn kìa, thấy không? Đó. Yeah. Trời ơi, đã quá. Để đi xuống. Lết xuống. Lết xuống. Giờ đi. Giờ đi hết nổi rồi, lết xuống. Đó.
lết xuống cho các bạn coi nè. Ê à. Đó. Quá. Lạnh đít quá, lạnh đít quá. Yeah, các bạn coi nè, cho các bạn coi nè. Ê, đó, cái cây này thấy không? Đó, có cái cây làm tiếp nè, cũng tròn tròn nè. Yeah, đã vậy không? Đó. Đó. Ah, c'est joli comme ça. Oh, đẹp quá nè. À. C'est joli hein? Ah, c'est joli. Joli là đẹp hả? Ừ. Joli, joli. Ok. Đó, bà làm tiếp nè. Như giống như cây làm kem vậy đó. Đó. Au magasin de souvenirs. Ouais, on l'avait acheté chez nous hein, mais ôi trời nắng cực quá. Ê, đau cái đầu gối. Mais bon, comme on disait c'est à deux, on a dit qu'un, donc ça c'est la deuxième. La sœur, le frère, c'est la deuxième. Ngoài tiết lạnh vậy mà trời nắng ơi là nắng luôn. Chơi trời nắng mà chơi ở ngoài đây thấy nó cực lắm. À, bà đang làm người tuyết hay sao nè. Cái bông. Allez Claire. C'est moi. Allez. Après on va prendre une photo. Voilà. Đó, bập xảy ra được nguyên một cục. Thì ra bây giờ tôi biết lý do vì sao rồi. Cứ cái gì mà có thể chế tạo ra được thành cục thì nó phải là bập. Lát nữa anh sẽ ngồi vô cái dáng trượt tuyết. Bây giờ phải xuống xong rồi trả tiền cái này xong rồi mình đi thuê cái thao á, cái thao mà dạng thao trượt á, cái mình ngồi với lại có cái xe á, cái xe dạng cái xe nước bán trượt á, mình đứng lên đó cái mình trượt qua trượt lại thì nó dễ hơn, chơi cái đó nó dễ hơn. Akira Fan. À, cool. Cô Tây cũng kêu Akira Fan. Chụp hình hả? Chụp hình, chụp đi, chụp máy đó đi, tại máy này đang quay rồi. Yeah. Oui, Titi. Yeah, merci. Wow. Thôi bây giờ để Aki tắt cái này nha, Aki tắt cái này để Aki tranh thủ chụp hình mấy tấm cái. Xong rồi lát khi nào chơi cái dáng trượt cái Aki sẽ quay tiếp cho các bạn coi ha.